Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin giao thông an toàn ngày 30 tháng 8 của kênh VTC14. Mở đầu bản tin sẽ là một số thông tin về tình hình giao thông cuối ngày hôm nay tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội, thông xe tại nút giao Đại Cồ Việt Trần Khát Chân là một điểm sáng của giao thông thủ đô ngày hôm nay. Vì trước đó tại nút giao thông này hầu như ngày nào cũng là một điểm nóng, di chuyển khá khó khăn. Vào 17 giờ 15 phút tại chân cầu vượt Láng Hạ Lê Văn Lương đã xảy ra một va chạm giữa một xe ô tô 4 chỗ và một xe ô tô 7 chỗ. Chưa có cảnh sát giao thông giải quyết vụ va chạm này và điều tiết giao thông nên đến thời điểm này giao thông vẫn vô cùng khó khăn đối với cả phương tiện di chuyển trên và dưới cầu, ùn tắc theo hướng về Lê Văn Lương. Còn trước đó 15 phút vào lúc 17 giờ có một vụ va chạm giữa hai xe 4 chỗ xảy ra trên phố Duy Tân. Hai chủ phương tiện còn đang đôi co tranh luận nên đến thời điểm này hai xe vẫn nằm nguyên trên phố gây cản trở giao thông. Vào 16 giờ 45 phút có xe tải bị chết máy tại ngã năm Hà Huy Tập Yên Viên, khu vực cầu Đuống. Đến thời điểm hiện tại chiếc xe tải vẫn chưa di chuyển được nên lượng phương tiện dồn ứ tại đây gây cản trở cho người tham gia giao thông qua khu vực này. Vào giờ cao điểm, trên nhiều tuyến đường lưu lượng phương tiện ngày một đông dần lên, di chuyển chậm như là tại Đê La Thành, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, ngã 6 Ô Chợ Dừa. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, nếu như trong buổi chiều ngày hôm nay tại Hà Nội xảy ra một số vụ va chạm, có một số điểm ùn tắc thì tình hình giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh lại khả quan hơn. Khi mà đến thời điểm này chúng tôi không ghi nhận một va chạm nào hay là những điểm nóng giao thông gây khó khăn. Chỉ có một số đường xe đông di chuyển chậm như vòng xoay Lăng Cha Cả, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, quận 10, Nguyễn Minh Khai, Tôn Thất Tùng, quận 3, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi. Hay như hai lộ trình trên đường Điện Biên Phủ từ giao lộ Trương Định đến Hai Bà Trưng, quận 3 và Mạc Đĩnh Chi, Đinh Tiên Hoàng, quận 1. Vào khoảng 17 giờ 25 phút trên quốc lộ 1 đoạn qua giao lộ 14, quận Thủ Đức hướng về trạm 2, có một xe tải gặp sự cố cũng chỉ gây một chút khó khăn cho người lưu thông qua đây. Và tiếp theo ngay sau đây sẽ là tình hình tai nạn giao thông xảy ra trên cả nước trong ngày hôm nay, 30 tháng 8, do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt Bộ Công an cung cấp. Cụ thể, theo số liệu cập nhật lúc 15 giờ 15 phút ngày hôm nay 30 tháng 8, toàn quốc đã xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 17 người, bị thương 14 người. Không có vụ tai nạn đường sắt nào được thống kê. Như vậy, so với ngày hôm qua 29 tháng 8, 3 tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông tiếp tục giảm. Đây cũng là ngày thứ 5 liên tiếp trong tuần, tình hình tai nạn giao thông trên cả nước có xu hướng giảm nhiệt. Cũng theo thống kê, trong ngày hôm nay, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 12.707 trường hợp vi phạm luật giao thông, trong đó tạm giữ 43 xe ô tô, 1.208 xe máy. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Vào lúc 6 giờ 45 phút sáng ngày 9 tháng 8, trên đoạn đường quốc lộ 1 tránh thành phố Huế thuộc địa phận xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe tải. Vào thời điểm trên, xe tải do lái xe Đinh Văn Năng, trú tại Trường Xuân, Đắc Song, Đắc Nông điều khiển theo hướng Bắc Nam, khi đến địa điểm trên thì bất ngờ bị xe tải chạy hướng ngược chiều do lái xe Nguyễn Thành Vũ, trú tại Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định đâm trực diện vào đầu. Sau đó xe của anh Vũ tiếp tục chạy thêm khoảng 40 mét rồi lao thẳng xuống vệ đường. Ngay sau đó, một xe tải khác do tài xế Hà Văn Hát, trú tại Phú An, Lai Cậy, Tiền Giang chạy sau xe anh Vũ do không xử lý kịp đã đâm tiếp vào xe của tài xế Đinh Văn Năng. Hậu quả đầu xe tải anh Năng bẹp rúm, anh Năng bị kẹt trong cabin, lực lượng chức năng phải cậy cabin đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch. Tài xế hai xe còn lại chỉ bị thương nhẹ, phương tiện bị hư hỏng nhẹ. Khoảng 11 giờ 30 phút trưa hôm qua, khi đi qua cổng trường tiểu học thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, Thanh Hóa, một chiếc xe tải đã đụng phải cổng trường làm khối bê tông nặng khoảng 10 tấn rơi trúng cabin, khiến 4 người thiệt mạng, 1 người bị thương. Theo các nhân chứng, sau khi dỡ khoảng 2,5 tấn xi măng phục vụ cho việc sửa chữa trong trường tiểu học, lái xe đã không hạ thùng chở hàng và phóng xe qua cổng trường gây tai nạn. Thời điểm đó, ngoài lái xe Trần Văn Hải quê Bỉm Sơn, còn 4 nam công nhân quê Hà Trung có mặt trong cabin xe tải. Do khối bê tông nặng, lực lượng cứu hộ phải điều một xe xúc đến để kéo khối bê tông ra. Hơn 1 giờ sau khi tai nạn xảy ra, các nạn nhân mới được đưa ra khỏi cabin. Lúc này, 4 người trong đó có lái xe đã tử vong, một người bị thương nhẹ được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung. Khi cổng trường đổ xuống, học sinh đã tan học, nên ngoài 5 nạn nhân ngồi trên xe, không có ai thương vong.
Theo nhận định của công ty bến xe Hà Nội, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 3 ngày nên lượng khách đi xe liên tỉnh sẽ tăng nhiều so với các ngày thường. Lượng khách đi sẽ tăng cao vào chiều ngày 30 tháng 8, sáng 31 tháng 8 và lượt lên ngày mùng 2 tháng 9. Các xe tăng cường chủ yếu tập trung vào tuyến có cự ly ngắn và trung bình. Để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho hành khách cũng như ngăn chặn tình trạng lợi dụng dịp nghỉ lễ để tăng giá vé, công ty bến xe Hà Nội đã chỉ đạo các bến xe không để xảy ra hiện tượng lôi kéo, tranh giành khách, ép giá, ép khách. Đồng thời kiên quyết không cho xuất bến đối với các xe không đủ tiêu chuẩn, chất lượng, xe chở quá tải, hàng hóa lẫn với hành khách và lái xe uống bia rượu. Trong trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Tính đến nay, đã có 35.584 phương tiện truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Dữ liệu giám sát hành trình từ các đơn vị cung cấp dịch vụ gửi về máy chủ tiếp nhận FTP thông qua mạng Internet. Sau đó, máy chủ sẽ phân tích dữ liệu trên máy chủ. Kết quả phân tích sẽ được lưu trữ trên máy chủ. Phần mềm quản lý khai thác số liệu giám sát hành trình được cài đặt trên máy chủ cho phép cơ quan quản lý như Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các sở giao thông vận tải địa phương truy cập thông qua Internet. Đến nay, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng thí điểm trung tâm quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, đã đưa vào hoạt động và đạt được những kết quả bước đầu có tính khả thi, giúp tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động vận tải. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 7 tháng thi công, vào sáng ngày hôm nay, cầu vượt tại nút giao Trần Khắc Chân Đại Cồ Việt, cũng là cây cầu vượt nhẹ thứ 6 của Hà Nội, đã được thông xe, vượt tiến độ 45 ngày. Cầu vượt trên đường Trần Khắc Chân Đại Cồ Việt có chiều dài hơn 350m, rộng 12m, bao gồm 2 làn xe ô tô, 2 làn xe hỗn hợp, được đầu tư với tổng mức kinh phí 181 tỷ đồng. Theo phương án tổ chức giao thông đi qua nút giao này của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, xe ô tô 4 chỗ, xe máy, xe khách, xe buýt lưu thông được phép hoạt động bình thường, cấm các phương tiện xe tải, xe chuyên dùng, xe máy thi công, xe thô sơ và người đi bộ đi lên cầu. Cầu vượt Trần Khắc Chân được khởi công vào ngày 17 tháng 1 năm 2013, tính đến thời điểm thông xe là vượt tiến độ 45 ngày. So với các cây cầu vượt khác, cầu vượt Trần Khắc Chân được đầu tư với số vốn ít hơn, thời gian thi công nhanh hơn và được kỳ vọng giảm được ùn tắc trong khu vực. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, cây cầu vượt bằng thép thứ 6 này có tính thẩm mỹ cao và từ khi các cây cầu nhẹ đi vào hoạt động, Hà Nội đã giảm được từ 124 điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc xuống còn 57 điểm. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh cũng trong sáng ngày hôm nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức lễ thông xe đường vành đai phía đông thành phố và đưa vào sử dụng hai cầu vượt tại điểm giao cắt quốc lộ 1 và tỉnh lộ 10 và 10B. Đoạn đường được thông xe có chiều dài 5,5 km, nằm trong đường vành đai phía đông nối từ cầu Phú Mỹ thuộc quận 7 đến cầu Rạch Chiếc thuộc quận 9. Dự án được phê duyệt năm 2006 với vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng. Khi hoàn thành toàn bộ công trình sẽ kết nối đường vành đai từ phía đông sang phía tây thành phố, rút ngắn đáng kể quãng đường do xe không phải đi vòng vào tỉnh lộ 25B như hiện nay. Ngoài ra khi hoàn thành, toàn bộ tuyến này được khép kín vào đường vành đai 2, tạo thuận lợi cho giao thông thông suốt, đặc biệt là việc vận chuyển hàng hóa ra vào cảng Cát Lái, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Cùng ngày, hai cầu vượt tại điểm giao cắt giữa quốc lộ 1 với tỉnh lộ 10 và tỉnh lộ 10B cũng được khánh thành. Đây là các nút giao quan trọng kết nối giữa Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh về trung tâm thành phố cũng như với các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Sáng nay 30 tháng 8, trả lời trước Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội về trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong các vụ tai nạn giao thông xảy ra liên tiếp trong thời gian vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã thừa nhận mỗi vụ tai nạn giao thông xảy ra đều có trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải. Cuộc chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra khá thẳng thắn khi nêu lên những tồn tại trong công tác quản lý vận tải hành khách và hàng hóa hiện nay. Tại phiên chất vấn, nhiều đại biểu cho rằng khi tai nạn xảy ra, lái xe thường bị đổ lỗi đầu tiên, sau là ý thức của người tham gia giao thông. Vậy trách nhiệm của các đơn vị quản lý thế nào? Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thừa nhận đúng là có việc đổ trách nhiệm trong các vụ tai nạn giao thông cho lái xe. Tuy nhiên, với Bộ Giao thông Vận tải, mỗi vụ tai nạn giao thông xảy ra bao giờ, Bộ cũng khẳng định có trách nhiệm của Bộ, sau mới truy đến chủ doanh nghiệp và lái xe. Trước ý kiến cho rằng nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc trong thời gian qua đều liên quan đến xe chở khách, xe container, cho thấy việc quản lý loại hình phương tiện này tại nhiều địa phương bị buông lỏng. Ông Đinh La Thăng cũng lại thừa nhận và cho biết, qua kiểm tra tại các địa phương, việc cấp phép điều kiện kinh doanh vận tải chỉ dựa trên hồ sơ tại bến. Việc quản lý xe container cũng rất lỏng lẻo, có nhiều địa phương mà số lượng container được cấp phép chưa được 10%.
Trước phàn nàn của một số đại biểu về công tác thi sát hạch giấy phép lái xe hiện nay quá lộn xộn và nảy sinh nhiều tiêu cực, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục nhận lỗi về bộ mình vì còn thiếu quy hoạch, xây dựng các trung tâm đào tạo lái xe và quy định về nội dung đào tạo bài giảng. Do đó, trong thời gian tới, sẽ tiến hành sát hạch lại toàn bộ đội ngũ sát hạch viên và công khai những trung tâm đào tạo có nhiều lái xe gây tai nạn để người dân tránh. Và tiếp theo chương trình như thường lệ sẽ là lịch bay hàng không trong ngày. Còn bây giờ sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện giao thông. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Thời điểm này, nhiều người dân đã tập trung ra các bến tàu, bến xe để về quê hoặc đi du lịch. Năm nào cũng vậy, cơ quan chức năng luôn cam kết không để xảy ra và xử lý nghiêm tình trạng nhà xe chèn ép hành khách, tăng giá vé bất hợp lý. Tuy nhiên, thực tế thì luôn ngược lại. Lợi dụng nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, nhiều nhà xe đã hết giá vé trên trời, chẳng khác gì móc túi hành khách. Ghi nhận của VTC 14 tại một số bến xe của Hà Nội vào chiều ngày hôm nay. Từ khoảng 16 giờ chiều nay, lượng hành khách nghỉ lễ đổ về các bến xe gia tăng đột biến. Dù mới là ngày đầu của đợt cao điểm, nhưng nhiều người đã không mua được vé. Một số tuyến, theo thông báo của các bến xe, lượng hành khách tăng tới 200% so với ngày thường. Giá vé cũng vì thế mà bị đẩy lên cao. Tại bến xe khách Mỹ Đình, người đàn ông này đã tố các xe khách chạy tuyến Hà Nội đi Nghệ An, Hà Tĩnh tăng giá vé vượt quá quy định. Nhưng điều kỳ lạ hơn là trong bến lại không tổ chức bán vé tuyến Hà Nội đi Nghệ An, Hà Tĩnh. Tôi đi thường ngày thường là 170.000 mua tại bến. Mà bây giờ ra ở trong nghe thú của vé, mà ra ngoài cái khách kia lại xe là 300.000 đi một vé. Thế sao thế? Tăng gấp gần gấp đôi thế. À, anh ơi, anh chờ xe khi nào mà xe nó vào đến bến, nó báo lệnh ở trong này thì chúng em sẽ bán vé. Đáng nói, sau khi xảy ra sự việc, người dân phản ánh với VTC14, các xe đi Hà Tĩnh, Nghệ An ngang nhiên thu giá quá quy định. Nhưng các nhà xe này đã không thừa nhận, thậm chí là tố lại lẫn nhau, đặc biệt là không có nhà xe nào bị bến xe xử lý. Khách gọi điện của nhà chị trên xe cả, chị thu mà đúng giá vé 170.000, chị không thu thêm. Cái xe Vinh phía đầu trước em. Biển số xe thì em không hề nhớ. Nhà xe là 8. Nhà xe mà. Hào Thanh. Xe tên là Hào Thanh ạ. 37B00 0538. 0538. Thu giá bao nhiêu? Thu giá vé 38 ạ. Theo Công ty Quản lý Bến xe khách Hà Nội, tính tới 17 giờ chiều nay, bến xe Gia Lâm đã phải huy động 494 lượt xe, giáp bát là 951 lượt xe và cao nhất là bến xe Mỹ Đình huy động tới 1.327 lượt xe. Tập trung chủ yếu vào các tuyến có lượng hành khách tăng cao, gồm Hà Nội đi Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh. Lượng khách tăng đột biến ở bến hiện nay thì chủ yếu là tuyến Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh. Là ba tuyến chính là tăng có cái lượng khách tăng từ 170-200%. Công ty quản lý bến xe khách Hà Nội cho biết dự kiến lượng khách sẽ tiếp tục tăng mạnh vào sáng mai 31 tháng 7. Công ty này cũng khẳng định trong dịp nghỉ lễ năm nay các tuyến đều không đăng ký tăng giá vé. Vì thế, đối với những doanh nghiệp, nhà xe tự ý tăng giá vé, công ty sẽ trực tiếp kiểm tra và chắc chắn sẽ có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định.
Tuy nhiên, mới chỉ trong ngày đầu tiên của đợt nghỉ lễ, mọi khẳng định của công ty bến xe khách Hà Nội đã trở nên vô nghĩa. Bản tin giao thông an toàn ngày 30 tháng 8 của kênh VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.